Nằm trong vùng đệm của quần thể danh thắng Tràng An, đền thượng Thái Sơn ở xã Sơn Lai, huyện Nho Quan là di tích văn hóa tâm linh độc đáo, tôn vinh truyền thống hữu nghị tốt đẹp của hai dân tộc Việt Lào. Hàng năm cứ đến ngày 3 tháng 3 âm lịch, lễ hội văn hóa truyền thống ngay chính ngôi đền này lại được tổ chức thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và du khách tham dự. Đền Thượng Thái Sơn thờ công chúa Nhồi Hoa, nước Lào, có công giúp Triều Lê huấn luyện quân sĩ sử dụng voi chiến để bảo vệ Giang Sơn. Sau khi hoàn thành sứ mệnh trên đường trở về, không may bà đã lâm bệnh và qua đời tại khu vực đồi thượng. Ghi nhận công lao to lớn của công chúa, vua Lê Thánh Tông đã cho quân về xây dựng khu lăng mộ và lập đền thờ tại đây. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đền trở thành địa danh văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng và đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 2007. Hàng năm, nhân dân trong vùng đều tổ chức lễ hội với những hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc trưng của hai dân tộc. Đây là điểm đến đầy ý nghĩa về văn hóa, lịch sử, ngoại giao, biểu trưng của tình hữu nghị thủy chung, keo sơn, gắn bó giữa hai nước Việt-Lào.